Chào tất cả mọi người đến với kênh CDT Vlog các mọi người. Thì cái cây hình dáng hắc đổ này hôm bữa nó ra chồi rồi, nhưng mà mình kiểm tra lại là nó chưa có ra rễ các mọi người, nên nay nhổ xử lý lại các mọi người. Thì cây này trồng cũng được 3 tháng các mọi người. Thì thấy nó lên mầm quá thì mình coi thử có rễ không, nhưng mà nó không có rễ thì mình xử lý lại. Mà xử lý lại là mình lặt bỏ mấy này hết luôn, lặt bỏ mầm hết luôn. Tại vì cây nó không ra rễ mà nó nuôi mầm thì nó sẽ hút nhựa của cái cây hết. Mọi người xem cái đầu cưa lại, xem cái đầu cưa lại những đầu rễ có còn tư không mọi người. Thì cây này cũng có 3 cái rễ đó mọi người, cây 3 rễ cũng yếu, không ra rễ được, cưa ngắn lên tới đây luôn. Cây này lúc đầu tưởng đâu có rễ luôn chứ, mình kiểm tra thì không có rễ, có rễ thì bật buộc phải xử lý lại. Trồng cũng coi này cũng 3 tháng rồi. Mẹ ơi. Khi mình kiểm tra thì mình cưa tới đây nó cũng còn tươi nha mọi người. Ấn cái tay vô nó cũng có nước nha mọi người. Đây nước đây. Nên mình cưa tới đây thôi, mình gọt đầu rễ mình xử lý lại thôi. Trồng 3 tháng nước nó có còn trong như đầu rễ, mình bôi kích rễ mình trồng lại. Nếu mà không xử lý lại thì nó ra chồi không, thì nó không thể nào mà nó ra rễ được, gần gần nó sẽ xi cái cây luôn. Gần cái chồi nó sẽ hút nó hết hết nhựa của cái cây luôn đó. Cây khi đó là cuốn có cưa cái thằng này là trong nhắn lên tiếng luôn nha, cứ ngắn ra bớt xử lý ra từ đầu luôn. Cây này dáng đẹp mà nhưng không cuốn nó thì để tháng sau thì chết khủng luôn. Cây còn tư thôi mọi người, tư xanh luôn, ấn vô nó còn nước chạy, ứ nước vô thôi các bạn, gọt lại rồi xem tha kích rễ quỳ tẹp vô, bôi lên kích rễ quỳ tẹp. Với mùa này thì mình trồng phôi xử lý là phôi, mà mùa mưa thì nó cũng khó sống thôi nha mọi người. Dương Sang sẽ cố gắng khắc phục để làm cho cây này nó sống đó mọi người. Cây này dáng đẹp mà nếu mà chết thì cũng ổn. Xử lý là xử lý cả toàn bộ luôn. Cố gắng cứu cho nó có thể
trong sân chùa cao nhất thôi. Chè sao nó bóng như ngọc trinh luôn à. Cũng ít dễ quá mà mình sẽ tạo ra nó ra nhiều dễ đó, đường khác kinh nghiệm trước của nhiều người học được nên là trước mình chưa có tạo à, cái dễ nó nhiều dễ tí chỉ có hai dễ thôi, cái trên đây mình trồng không biết rồi. Đây là thuốc diệt đẹp mình pha con mọi người, một nắp diệt đẹp pha cho một nắp nước nha mọi người, cũng gáo gáo rồi giờ mình bôi lên luôn nha mọi người, bôi từ cái chỗ nào có vết cắt thì mình bôi thôi. Đầu rễ có hai cái rễ thôi, hai rễ thì thôi tạo thêm cho nó hai cái rễ nữa, bò điều đầu rễ đúng không? Thương cũ mình cạo nó ra, đằng mình bo kết rễ nữa sẽ nó ra rễ cho những chỗ này nha mọi người. Chỗ này nó khô, khô người tạo chỗ khác mọi người. Cắt chỗ này đi. Đầu những cái rễ nó sẽ ra chỗ này nha mọi người. Bôi kích rễ dịch tiệp lên luôn, tạo thêm một cái nữa ở dưới đây đi. Rễ đây gì nữa nó sẽ ra rễ đây tại nha mọi người, tại cây rễ của mình yếu quá nên mình phải tạo rễ cho nó ra nhiều đường sống mọi người. Sẽ kéo nhựa những cái chỗ này em ơi. Rồi mình để khô tí mình bôi ra lần hai lần ba. Mình pha kích rễ để ngâm cây em ơi. Thì một thao này mình pha cho một nắp rưỡi kích rễ bị tiệp em ơi. Thì thao này chắc cũng tầm 20 mấy lít rồi. Thì phôi xử lý lại thì mình ngâm khoảng 24 giờ nha mọi người. Tại phôi này cũng trồng mấy tháng rồi, mình nếu mà phôi xử lý lại thì mình ngâm lâu hơn tí không mọi người. Tại cái này là không phải cái rễ, đây là cái thân trên mình ngâm cho nó đúc cái rễ luôn. Tầm khoảng 24 giờ.
luôn mọi người. Nhúng cái miếng giấy này trong mình đắp lên cho nó thấm cái than luôn. Cả than luôn, mình ướp than luôn, nó lâu rồi mình ra mình chế gì cho nó thấm từ than xuống dưới luôn. Đấy. Khoảng 24 giờ mình đang trồng nha mọi người. Rồi sau khi mình ngâm một ngày một đêm thì mình vớt ra để khoảng một tiếng cho nó khô ráo rồi mình đem đi trồng nha mọi người. Mình cũng đã để một tiếng cho nó khô rồi giờ sang đem đi trồng nha mọi người. Trồng thì sang kê cái chậu lên khoảng như khoảng 40 cm từ mặt chậu trồng cho lên, tại cái rễ này nó cũng dài nha mọi người. Cây cát nguyên liệu của cho sang trồng là toàn là cát 100% thôi mọi người. Điều quan trọng là cái ra rễ trước rồi sau này mình sửa sau cũng được. Không phải gần quan trọng nhất là rễ thôi. Bây giờ mình đổ cát vô. Trong cát không lấy xuống, lấy ngón tay chỉ xuống những cái đầu rễ cho cát nó sẽ dính chặt những cái đầu rễ. Thì sang trồng cát thì sao nó dễ cho thoát nước nha mọi người. Nếu mà trồng xe dừa rồi thì mùa mưa này xe dừa chấu thì mùa mưa thì nó dễ giữ nước sẽ làm thúi rễ. Thì trồng cát thì sau này sao mình đã thay đổi chắc trồng sao cũng được nha mọi người. Trồng là phải phôi mai rừng là phải có rễ chứ đã. Sửa cái dáng nó lại, sửa cái dáng lại tí. Thì trồng cát thì sang sẽ dễ kiểm tra rễ nha mọi người, bắt thì khó kiểm tra rễ, kiểm tra được thoát nước mà tốt hơn, dễ hơn. Gãy lên trong cái bóng này giật chặt xuống thì mọi người sẽ có nhiều cách trồng nha mọi người. Thì sang thì trồng cách này nha mọi người. Thì trong cái này sang thấy cây mai của sang cũng ra rễ cũng nhiều, ngoài sống cũng nhiều, tới giờ chưa có hiện tượng chết cái nào nha mọi người. Thì mọi người có những cách nào trồng mới và hiệu quả hơn thì bình luận cho sang dưới bình luận nhé. Thì mỗi người có mỗi cách trồng khác nhau. Những sang trồng thì sang sẽ chia sẻ cho mọi người thôi. Sau khi trồng xong thì sang đắp cát hết luôn nha mọi người. Thì sau khi trồng xong thì sang sử dụng cái nước ngâm cái rễ hôm qua sang tưới lên luôn nha mọi người.
đều lên gốc luôn. Tưới xong rồi để đều lên gốc, tưới từ thân xuống luôn, tắm đều. Mấy nước hôm qua mình ngâm sử dụng lại thôi, mình ngâm cũng giống như mình pha thôi. Khi tưới xong thì chùm bị bóng lại khoảng 10 đến 15 ngày sau mình mới tưới luôn, tại phôi xử lý lại luôn. Nếu mà phôi trồng 1 2 tháng thì khoảng 4 5 ngày thì mình tưới tiếp rễ lần. Phôi xử lý lại thì nó giống như trồng lại ban đầu rồi. Trồng ban đầu thì khoảng 10 đến 15 ngày sau mình tưới lại. Mùa lạnh đó thì nước nó cũng thoát nước cũng chậm. Mình tí đó thì mình trồng bị bóng những cái cây này các mọi người. Quý đeo cũng sen cũng đã dài các mọi người, thì sen cũng xin tâm dừng tới đây các mọi người. Nếu mọi người có bình luận gì thì bình luận dưới comment để cho xem biết các mọi người. Sang cũng bye bye mọi người.